sau khi nhận được giải Heineken xong, em xin phóng sanh cá mau ếch trong nhà hàng Gành Hào để hồi hướng công đức cho các anh chị đang làm việc vất vả ở đây có được phước báo để hả thoát khỏi khổ. Sướng luôn nha, sướng nha. Rồi đi phóng sanh. Yeah. Giữ lời hứa với mấy bạn cá, bây giờ mình quay đi lại mình phóng sanh cho bạn, mình đã có tiền rồi. Đây. Mua nè. Ê, mấy con này nè. Đây là những chú cá mau ếch. Mặt giờ cá mau ếch giống như mấy con rồng á. Không. Nó bình thường hiểu không? Đây là cá mau ếch các bạn coi trong How to Train Dragon. Này mặt nó giống như con rồng trong phim hoạt hình rồi thấy không? Quay xé luôn. Đó. Con này bao nhiêu một ký vậy chị? 545. 545.000 một ký. Anh ơi, anh canh hết cá mau đây cho em ơi. Dạ. Em thả nó ngay bờ biển này được không? Được không? Thả xuống biển này nè. Cầu đó thả. Canh hết cá mau đây giùm em ơi. Hôm nay phóng sanh hết số cá mau ếch này để hồi hướng công đức cho các anh chị đang làm việc tại quán nhà hàng Gành Hào có được sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thoát khỏi khổ. Ok. Đó, đẹp chưa mọi người? Rất là đẹp luôn đúng không? Mặt dễ thương quá trời, này giống như con rồng vậy đó. Mặt giống như con rồng trong phim hoạt hình đó. Trước cây cá này em phóng sanh làm tội thêm á. Dạ. Em phóng sanh làm tội thêm á. Dạ sao anh? Em phóng sanh làm tội thêm, những cái con này em thả xuống là nó chết rồi. À nó chết rồi. Không, lấy con sống cho em thôi. Những con đang nằm sắp á. Những con yếu quá là nó sống. Ở không nổi đâu. Tôm hùm với tôm kẹt kìa, ta phóng sanh. Dạ con tôm hùm không phải môi trường quá. Mẹ bây giờ nói là để mai con đội kia đi. Con mày đội nhỏ, con mày mình phóng sanh. Thôi đội được. Còn nó nở bụng thì sao mà đủ đâu mà phóng. Bây giờ xúc mấy con nằm đúng không? Dạ, đúng rồi. Dạ bạn nào mà sống không nổi thì đi giảng sanh đi nha. Còn sống nổi thì theo mình về đại dương. Lỡ bị người ta làm ăn thịt thì cũng đừng oán hận nha. Để mình thoát khỏi cái thân khổ này, chứ mình oán hận là mình thành quỷ á nha mọi người. Ok. Thả. Trời hôm nay được Mới giờ nói vậy quay quay qua chạy mua phóng sanh luôn. Thôi rồi, tới công chuyện luôn. Tới công chuyện luôn anh ơi, cảm ơn anh ơi. Đã quá anh ơi. Con này được nè. Còn mấy con trong này nữa nè, 5 con nè. Đúng rồi, còn con số 7 nữa nè. Dạ, dạ 4 bạn ngửa bụng thì lên đường đi ha. Ê, con này nó lật bụng lại được nè anh. Nó yếu rồi hả? Dạ. Đó giờ cắn này hả không? Dạ. Cái này xuống luôn cho anh đi. Hết rồi. Về đại dương. Về cực lạc lại. Nó lên đường luôn á. Là mấy con này đi về cực lạc nè. À. Nó về chết rồi. Cảm ơn. Thả bên đây được hơn hả chị? Thả cái đầu cầu đó đi. Đúng không? Ba đó đó. Thả
mình chỉ thả những loài mà trong tự nhiên nó không còn nhiều, còn những loài còn nhiều thì mình không có ưu tiên. Như mấy con tôm càng, tôm sú này thì nó bao la rồi. Hả? Ok. Để xíu.